Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sara Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay trong vườn nhà em có nở ra một số mặt hoa rất đẹp, thì để cho các bác anh chị chúng ta có nhu cầu mua mặt hoa nào để sưu tầm thì có thể liên hệ tới số điện thoại em để tiêu đề nhé. Và đây thì đều là những cái dề giả hạt của rừng Công Tâm, thì em mới trồng năm ngoái, thì năm nay sổ hoa ra thì bán cho các bác anh chị mua nha. Rồi thì hoa đang nở cực kỳ thơm luôn mọi người, giả hạt con rừng Công Tâm thì phải nói siêu thơm luôn. Các dề đây thì nó đa số là mọc trong chậu hết, nên là lúc gửi á, thì em sẽ bóc ra em gửi nhé mọi người. Đó, để chứ mà gửi nguyên chậu thì sợ nó quá trình vận chuyển đi, thứ nhất là nặng cước, thứ hai là nó dễ dập gãy. Hàng giả hạt đây thì về mọi người trồng rất khỏe thôi, người về cắt tỉa bớt rễ rồi trồng vào chậu mới thì nó sẽ ra rễ rất nhanh. Đó. Rồi, và đầu tiên thì em có tổng cộng 14 hình thôi nhé mọi người. Thì cái dề đầu tiên đây thì có giá là 250.000. Dề này thì mới sổ ra được bông bói nè. Lưỡi khá là đỏ luôn, mắt đậm. Rồi dề này có giá là 250.000 nha mọi người. Nó ngày xưa là một cái cây rừng nè mọi người thấy không, cây rừng này. Em trồng ra nó ra rất nhiều thân già rồi, giờ đây cũng lâu năm rồi đó. Vòng gốc đây cũng đã lên khỏe đẹp rồi, dề đây khá là nù nha mọi người. Dề số 1 giá 250.000. Tiếp theo là em sang dề số 2. Dề số 2 đây, số 2 này thì có giá là 300.000 nha. Mặt hoa nó như vậy đó, dề này thì hoa cũng khá là to. Đó, lưỡi đây đó, rất thơm luôn. Giờ này thì nó được tới hai mầm gốc đang lên mọi người đó. Mọi người về chăm thì sang năm nó sẽ có hai cái mầm hoa để cho mọi người chơi luôn. Rồi hoa đây cái giờ này lúc gửi thì em cũng bóc ra nhé mọi người, bóc ra gửi đi. Giờ số 2 giá là 300.000 đó, hoa cực kỳ thơm luôn. Rồi tiếp theo là em sang về số 3. Dề số 3 này thì có giá là 400.000 nhé mọi người. Dề 3 thì đây là một cái dề nó. Mấy cái dề nhỏ nhỏ đây không liên quan nhé mọi người, em chỉ bán một cái dề đây thôi. Đó, dề này. Đây mọi người xem, đó, mầm gốc được lên rất khỏe mạnh rồi. Và cái dề số 3 này thì có giá là 400.000 nhé mọi người. Đây mọi người thấy là lưỡi nó khá là đỏ và đặc biệt là mắt cũng xước nhẹ nha. Đó. Này ra nắng khá là đẹp nè. Em lấy nét đấy nha. Đó, lưỡi nè. Rồi, ra nắng đây. Đó, đẹp ghê. Rồi về số 3 này giá 400 nhé mọi người, 400. Lúc gửi thì em cũng bóc ra, đem để nguyên về đem gửi đi thôi. Đó, không gửi khúc gỗ nữa nha. Rồi tiếp theo là em sang cái mặt hoa số 5. Mặt hoa số 5 đâu rồi ta? Rồi mặt hoa số 5 là bên đây. Đó. Chậu này. Rồi mặt hoa số 5 này thì có giá là 400.000 nhé mọi người. Mầm gốc cũng đã lên khỏe mạnh rồi đây, mọi người thể thấy. Đây nè, cái mầm gốc đã lên khỏe, lá xếp đều nè. Rồi đặc biệt là cái mặt hoa đây. Đó, mặt hoa trong nắng nè. Rồi hoa lưỡi, lưỡi hoa rất to nha. Rồi hoa cực kỳ thơm luôn. Gốc gác rất khỏe mạnh. Về cái này mọi người chơi lá cũng đủ sướng rồi. Rồi, cái độ dài đây thì mọi người xem cái tay em ướm thử nha. Rồi, về số 5 này thì có giá là 400.000 nha. Mặt hoa số 5 này có 400.000. Tiếp theo là em sang mặt hoa số 6. Mặt số 6 đây là một dề rất là sai hoa luôn. Đó. 6 này thì cũng giá là 400.000 nha mọi người. Cái giá là 400.000 đây. Đó. Nhất là mầm gốc đã lên rồi. Mầm gốc đây, mầm tím rịm đang lên rất khỏe mạnh. Đó. Rồi và hoa đây, hoa rất là sai hoa nha, đây là một cái dề sai hoa. Mọi người có thể thấy là thân rất là mảnh nhưng mà hoa to nè, hoa to và sai hoa cực kỳ. Lưỡi tuyết trắng. Rồi dề số 6 có giá là 400.000. Tiếp theo là em sang dề số 7. Dề số 7 đây là một cái dề lưỡi đỏ khá là đẹp nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy là cái phần lưỡi nó đỏ nè. Đó, đây. Đó. Em lấy nét đi nha. Đó, rồi thấy không? Mọi người thấy trong nắng đẹp không? Rồi và mầm gốc đây. Lên mầm gốc chi chít luôn, có cả cây ở đô luôn mọi người. Rồi. Rồi về số 7 này giá 500 nha mọi người. Lúc gửi em sẽ bóc ra. Đó, gửi. Và em chỉ gửi cái dê này thôi nhé mọi người, gửi dê này thôi, còn cái dê này là cái dê khác của nó nha. Dê khác nha, không phải là trong cái
không phải là cái dê số 7 của nó, em chỉ gửi một cái dê này thôi đó, gửi một dê thôi. Giờ đây rất nhiều mầm gốc lá cũng đẹp nè, lá tròn đẹp. Rồi còn dê đây em giữ lại nha. Rồi dê số 7 giá 500. Tiếp theo là em sang dê số 8. Dê số 8 đây thì dê này thì có giá là 500.000 nha mọi người đó. Đây cái mắt nó ướt, mắt kiểu mắt ướt đẹp, môi hình trái tim nè mọi người thấy không? Đó, môi trái tim khá đẹp luôn, cánh hồng hồng. Rồi cái dê ở đây thì nó có tới hai mầm luôn mọi người đó, một mầm nè và đây là mầm thứ hai nè, hai cái thân tơ cũ nha. Đó, cái đây về mọi người có thể sắp tới chơi hoa luôn, và nó mọc trên một cái khúc cây, khúc một cái thân nè đó mọi người thấy không, từ một cái thân già rất là lớn đó, nó mọc ra được mấy mầm luôn, một mầm hai mầm đó, ra được hai thân tơ. Mầm gốc thì đã lên được hai mầm rồi, một mầm gốc đây và bên kia thì có một mầm gốc đang lên. Đó, hai mầm gốc nha, đem lấy nếp đi. Rồi đó, hai mầm gốc. Rồi nguyên cái dê này thì số 8 này có giá là 500.000 nha mọi người, mặt hoa rất đẹp luôn đó, trái tim. Rồi lúc gửi thì em cũng bóc cái dê này ra nha, cái cây cầm báo này không liên quan. Gửi cho giả hát nữa nhé mọi người, số 8 giá 500. Tiếp theo là em sang dê số 9. Đây là dê số 9 này rất là sai hoa luôn, mọi người thể thấy là hoa nở chi chít luôn nha. Đó, thân tơ nó đây nè. Còn số mắt sưng 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 nữa, không biết là có ra hoa được không. Đây, với những cái dê sai hoa này về mọi người thưởng thức hoa, thưởng thức cái hương thơm thôi cũng đủ mệt rồi. Lá, mặt hoa cũng khá là đẹp, lưỡi nè. Rồi rất nhiều hoa nha. Rồi và cái chậu này á, thì nó có hai dề, dề số 9 là cái dề phía đây về đây, còn cái dề này thì không liên quan nhé mọi người, dề này thì em không bán nha. Đó, em chỉ bán một cái dề số 9 này thôi. Đó, dề số 9 sai hoa này giá 500.000. Lúc gửi thì em sẽ gửi dề số 9 này ra, em gửi đi. Còn cái dề đây là cái dề khác nha. Đó. Báo chứ không các bác anh chị nhìn vô kêu cái chậu hai dề mà mày gửi con dề. Đó, nhưng mà em bán cái dề đây thôi nha, dề số 9 này giá 500 thôi. Đây giờ này thì mầm gốc cũng đã lên, đã nhú lên rồi mọi người thấy không, một mầm gốc, hai mầm gốc nè đang nhú lên, sắp tới là sẽ lên mầm mới thôi đó. Rồi giờ số 9 giá là 500.000 nha mọi người, 9 đến 500. Tiếp theo là em sang giờ số 10. Giờ số 10 đây có giá là 600.000. Đây là về mặt hoa bay nè mọi người thấy không, cánh cánh bay vút bay luôn, rất đẹp nha, vừa sai hoa vừa cánh bay nè. Đó, lưỡi mắt cũng khá là đậm. Đó, sai hoa nè. Rồi cánh cánh bay vút nè, bay vút ra sau luôn. Rồi giờ này thì có giá là 600.000 nha mọi người. Đây mầm gốc của nó đã lên khỏe mạnh rồi nhé, mầm gốc lên rồi nè, thân già rất là nhiều. Đó, ngoài ra thì nó còn có một số cái cây nè mọi người. Đó, tất nhiên mấy cái cây này nó mọc chung cây thì lúc gửi thì em cũng gửi nguyên cái cây mà đi cho mọi người luôn nha, và mọi người có thể cắt tách ra chúng ta thêm được một hai chậu nữa. Đó, đây một cây nè, hai cây, ba cây nha. Rồi giờ số 10 giá 600 nhé mọi người, 600 lúc gửi em bóc ra luôn. Rồi tiếp theo là em sang về số 11. Rồi về số 11 đây. Đó, đây là dề cực kỳ sai hoa luôn mọi người thấy không, hoa này chi chít luôn này. Đó, hoa to, hoa rất là to nhé. Đó, siêu to khổng lồ luôn này. Đó, trong nắng nhìn rất đẹp mọi người. Rồi và đặc biệt là phần số 11 đây. Rồi gốc đây, gốc này nó có tới hai gốc luôn mọi người, một mầm gốc, hai mầm gốc nè. Cái này nè thêm một cái kỳ nó mọc chung luôn. Đó, thành ra cái chậu này nó được rất nhiều mầm nhé. Rồi lúc gửi thì em gửi hết nguyên bụi đây luôn. Đó, một cái bụi rất là bự cho mọi người. Rồi giờ số 11 này giá 700 thôi nhé mọi người, nở trong nắng rất đẹp. Giả hạt để ra ngoài nắng tí nhìn nó màu sắc nó lên nhìn đẹp ghê. Rồi về số 11 này giá 700 nhé mọi người, 700.
Tiếp theo là em sang về số 12. Về số 12 đây về có giá là 800.000. À, mặt hoa là đây. Mặt hoa kiểu xước nhẹ nha mọi người. Đây thì em để ra ngoài đây một tí cho nó có ánh sáng cho đẹp. Rồi, để tạm thời dưới đất đây nha mọi người. Đó, dễ nhìn. Rồi, thứ nhất đây là một cái dề rất là sai hoa nè, mọi người thấy không? Đó, dề rất là sai hoa luôn. Đặc biệt là mầm gốc đây, gốc đã lên rất là đẹp. Lá kiểu lá xếp nha mọi người. Đó, lá xếp nè. Rồi. Rồi, đặc biệt là cái thân hoa nữa đây, vô cùng sai hoa luôn. Rồi, qua đây thì có cái góc nào nhìn nó sáng sáng tí. Rồi đây, mọi người có thể thấy là cái dê này nè. Đó, cái mặt hoa nó, cái mắt rất là gọn nhỏ nha. Đó, đặc biệt là kiểu giống như xước nhẹ nha. Đó, kiểu xước xước nhẹ nhẹ. Rồi, rất đẹp luôn. Đó, với những cái dê sai hoa này thì nó thơm khỏi phải bàn rồi mọi người. Rồi giờ số 12 này giá là 800.000 nha, 800.000. Đó, để em lấy nét tí nữa cho mọi người ngắm cho nó rõ. Rồi. Rồi giờ số 12 này giá 800.000. Tiếp theo là em sang về số 13. 13 này thì có giá là 1.200.000 nha mọi người. 12. Đây. Thằng này cũng là một cái dê mắt xước nhẹ luôn. Đặc biệt là cái khuôn lưỡi rất đẹp nữa. Đây nó hơi ngược sáng tí. Em để chỗ nào nó hướng ánh sáng tí nhìn cho nó rõ. Đây để coi đây sáng chưa. Rồi, đây có vẻ sáng hơn nè. Rồi, bắt đầu quay kỹ cho mọi người xem. Đó, hoa nè. Mọi người thấy không? Cái nét xước của nó nè. Đó. Nhìn đây kiểu mắt xước này nha. Đó. Mắt rất là mờ luôn, còn lại là đa số xước hết. Đó. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Đẹp mà. Đó, một em mắt xước rất đẹp nha. Đó, mắt rất mờ. Rồi hoa lưỡi này, lưỡi khá là đẹp, lưỡi nó không bị xòe ra giống như một số bông khác nha mọi người, nó vẫn cong cong vô nè. Rồi còn mầm gốc đây, mầm gốc thì đã lên khỏe mạnh rồi. Đó, lúc gửi thì em gỡ ra nha, không có gửi nguyên chậu nữa. Bây giờ số 13 này giá là 1.200.000 nha mọi người. Mặt hoa số 13 giá là 1.200.000. Xước nè, xước nhẹ rất đẹp. Rồi cuối cùng là em sang về số 14 nha. 14 đây là một cái dề rất lớn ngày hôm nay. Rồi đây là dề mắt mọi người thấy không? Mắt ướt nè. Để em kiếm cái góc nào nhìn nó đẹp đẹp một tí. Rồi đây, đó, mọi người nhìn có rõ chưa? Đây nè, đây là dề siêu sai hoa luôn. Và mắt nè mọi người thấy không? Cái vành mắt nó cong ra đó. Kiểu mắt ướt nha đó. Mắt rất là đậm, lưỡi cũng đậm nữa. Và đặc biệt là phần cánh là nó có viên hồng nè. Đây, xuống đây tí thì ánh sáng nó rõ hơn. Mọi người có thể nhìn rõ cái phần mắt nữa đó, thấy không? Mắt rất là đậm luôn, mắt như kiểu mắt trâu nha. Và đặc biệt là nó xuống tới đây luôn. Cái dê ở đây thì nó rất lớn nha mọi người, nó tới một thân tơ nè, hai thân tơ dài luôn, hai thân tơ dài nha. Hai thân tơ này thì về mọi người ngửi hoa thôi cũng đủ mệt rồi, đặt một cái ngay giữa phòng làm việc nữa. Rồi đặc biệt là năm nay nè, nó đang lên mầm gốc rất là nhiều, mọi người thấy không? Mầm gốc nè, rồi lá nè,
Đó, lá cũng kiểu lá tròn tròn đồng xu nè mọi người. Đó, rất đẹp luôn. Thằng này về mọi người chơi thân lá cũng cũng rất là sướng nha. Đó, hoa thì mọi người chỉ ngắm được tầm cỡ nửa tháng gần tháng thôi, còn lá thì mọi người ngắm quanh năm nha. Đó, các bác cái nào các anh chị nào thích chơi dòng thân lá thì có thể mua cái giờ này. Đó, lá này mọi người thấy không? Lá như kiểu dạng lá mít luôn á. Mà nó nhọn nhọn tròn tròn. Em để ra đây một tí. Rồi, nó nắng nha, là nắng nhìn. Rồi giờ số 14 này có giá là 1,3 triệu nha mọi người. Giờ số 14 này có giá 1,3 triệu. Ở đây nhìn từ xa mọi người nhìn rất là sai hoa luôn. Rồi lúc gửi thì em gửi hết nguyên cái dê này nha. Đó, cả một chậu luôn, bởi vì cái dê này nó mọc chung với nhau mà, mọc chung đang xen nhau mầm gốc đồ nó ra. Lá này. Quay cái thời điểm này thì một số gốc nó bị ấy mọi người, số gốc nó bị nắng nó che nên là có mấy cái thì mình quay nó không được rõ. Để em kiếm cái góc nào nó đẹp nhất thì quay nó rõ hơn cái dê. Dê này. Đây, như vậy thì mọi người thấy nhìn thấy rõ lá nha. Đó mọi người thấy lá rất đẹp không? Đó, quá đẹp luôn. Hoa thì mắc ướt. Rồi giờ số 14 này giá 1,3 triệu nhé mọi người. Có hai thân tơ hoa luôn và một đống mầm gốc nè. Một mầm gốc, hai mầm gốc, ba mầm gốc đang lên nhé mọi người. Lá đẹp, lá kiểu như lá mít nhỉ. Lá tròn xoè. Rồi giờ số 14 này giá 1,3 triệu. Rồi đem treo lại. Rồi và mọi người lưu ý là lúc gửi thì em sẽ gửi nguyên chậu luôn. Không biết nãy cái dê số 4 qua chưa nhỉ? Đó, về số 4 nè. Số 4 như quay rồi, hoa to nè, hoa rất to. Giá là 400, mầm gốc mầm đồ đã lên rồi nha. Đây, mầm gốc đã lên rồi. Đó, lúc gửi thì em gửi cái dê này nha mọi người, còn dê này không liên quan nhé, cái dê này. Rồi, về số 4 giá 400, hoa to nè. Siêu to khổng lồ luôn. Rồi, mọi người mua thì em sẽ bóc ra và em gửi đi nha. Để đảm bảo cho cây nó gửi tới nơi an toàn. Nếu mà gửi nguyên chậu thì nó dễ gãy dập lắm mọi người. Dạ hàng này nó không dễ trồng thôi. Mọi người về cứ cắt tỉa bất rễ, người ta trồng chậu mới là nó lại phát triển bình thường mà. Rồi giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu ạ. Các bác anh chị có nhu cầu mua giờ nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được ạ. Rồi xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người các clip về lan tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên nha.